Thay Khổng Tú Quỳnh cặp kè Ngô Kiến Huy, Hoàng Yến Chi Bi gây tranh cãi. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi Ngô Kiến Huy sống đôi cùng bạn nữ mới trong chương trình mà anh từng tham gia cùng tình cũ. Mới đây, Ngô Kiến Huy, Hoàng Yến Chi Bi đã thu hút nhiều sự chú ý khi trở thành cặp đôi khách mời tham gia chương trình quảng bá du lịch Việt Nam tươi đẹp. Đáng chú ý, cũng tại chương trình này, Ngô Kiến Huy từng hai lần tham gia với bạn gái cũ Khổng Tú Quỳnh và có không ít kỷ niệm đẹp bên nhau. Hình ảnh đẹp của Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh trong chương trình Việt Nam tươi đẹp trước đây. Nam ca sĩ từng nhiều lần khiến bạn gái cũ òa khóc vì hạnh phúc. Nam ca sĩ từng tổ chức sinh nhật lãng mạn dành cho bạn gái trên đỉnh Phan Xipang. Anh khiến cô bật khóc khi tự tay chuẩn bị tiệc kỷ niệm tình yêu 7 năm tại Sapa. Vì thế khi giọng ca giả vờ yêu lại một lần nữa trở lại chương trình nhưng đi cùng bạn diễn mới. Rất nhiều khán giả đã tỏ ra tiếc nuối và không ngừng nhắc tên Khổng Tú Quỳnh. Được biết, Ngô Kiến Huy, Hoàng Yến Chi Bi đã cùng nhau khám phá các điểm đến thú vị tại Côn Đảo. Tuy không có những khoảnh khắc tình tứ như khi quay cùng Khổng Tú Quỳnh, nhưng cặp đôi vẫn khá ăn ý khi luôn đầy ắp tiếng cười, cãi vã chí chóe và cả những trận tranh giành nảy lửa. Lần thứ ba trở lại chương trình, nhưng người đồng hành cùng chàng bắp đã được đổi thành Hoàng Yến Chi Bi. Cặp đôi mang đến sự tươi vui nhí nhảnh như hai người bạn thân thiết. Sau khi hình ảnh chương trình được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Nếu khách mời nữ không phải là Hoàng Yến mà là người ấy như trước đây thì có được không nhỉ? Nhìn cặp này chẳng thích chút nào, tại sao không phải là Khổng Tú Quỳnh? Tiếc cho một cặp đôi 8 năm. Tuy vậy, nhiều khán giả cũng lên tiếng ủng hộ Hoàng Yến Chi Bi và kêu gọi các fan không nên nhắc lại chuyện cũ. Huy và Quỳnh đã chia tay rồi thì làm sao xuất hiện cùng nhau được? Chuyện đã qua thì nên cho qua, đừng nhắc lại quá nhiều chỉ khiến đôi bên khó xử. Mình thấy Hoàng Yến và anh Bắp cũng đẹp đôi mà, đừng nên khắt khe quá, nhiều fan để lại bình luận. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi cô gái xuất hiện bên cạnh Ngô Kiến Huy không còn là người yêu cũ 8 năm của anh. Trước đó không lâu, Khổng Tú Quỳnh cũng từng thu hút nhiều sự chú ý khi lần đầu tiên xác nhận chia tay Ngô Kiến Huy trên sóng truyền hình. Theo đó, khi tham gia game show Siêu Bất Ngờ do Trường Giang làm MC, cô đã bị đàn anh tra hỏi khá nhiều về chuyện đời tư. Đừng để anh hỏi vì sao Khổng Tú Quỳnh cô đơn, toàn bộ người chơi trong chương trình này đều đang cô đơn, họ đang hài lòng với cuộc đời của họ. Đáp lại câu hỏi của đàn anh, nữ ca sĩ lạnh cho biết: em chỉ giấu cho riêng em biết thôi, đau lắm, đau ở đây nè. Với câu trả lời trên, Khổng Tú Quỳnh đã gián tiếp xác nhận chuyện chia tay giọng ca giả vờ yêu sau hơn nửa năm giữ im lặng về chuyện tình cảm. Trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối cho mối tình kéo dài gần một thập kỷ của cặp đôi trai tài gái sắc. Cặp đôi là đời nhất showbiz Việt, chia tay xong vẫn rủ nhau du lịch, tâm sự mỗi khi buồn. Thành thật mà nói, sau khi chia tay với người cũ, mấy ai vẫn có thể làm bạn với nhau, nhưng Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh lại làm được điều không tưởng này. Chia tay là việc không ai muốn xảy ra trong tình yêu đôi lứa, nhưng vì lý do này, lý do khác mà đôi khi chúng ta không thể ngăn được chuyện này đến. Có người chọn cách cắt đứt mối liên hệ với người yêu cũ rồi coi như chưa từng quen biết. Nhưng bên cạnh đó cũng có người chọn cách tập làm bạn với nhau vì họ cho rằng hết duyên, không đồng nghĩa với việc gieo rắc thù hận trong lòng. Tuy nhiên, trường hợp của Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu lại nằm ngoài mọi quy luật trên. Vừa qua vào ngày 14 tháng 2, Bảo Anh đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Iceland. Dù xuất hiện tin đồn đi cùng tình cũ Hồ Quang Hiếu, nhưng cả hai vẫn im lặng, không lên tiếng giải thích. Tới khi chính tay nữ ca sĩ như lời đồn chia sẻ hình ảnh diện bikini, tạo dáng quyến rũ giữa hồ bơi, thì cư dân mạng mới giật mình trước nghi án yêu lại từ đầu của cặp đôi. Cả hai tình cờ chia sẻ khoảnh khắc ở cùng một địa điểm. Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng này, Hồ Quang Hiếu khẳng định mình và bạn gái cũ chỉ là bạn bè. Tôi và Bảo Anh vẫn thường rủ nhau ngồi tâm sự mỗi khi buồn. Chúng tôi có thể tâm sự mọi chuyện buồn vui, từ kinh doanh đến nghệ thuật. Trong cuộc sống rất khó tìm được một người hiểu mình và hợp với tôi như Bảo Anh để nói chuyện, nam ca sĩ chia sẻ. Diện bikini nóng bỏng khi đi du lịch. Dân mạng thay nhau gọi tên Hồ Quang Hiếu là người chụp ảnh cho Bảo Anh. Thêm vào đó, anh còn cho biết nếu bản thân mình xác định đối phương là bạn thì sẽ là bạn, còn yêu là yêu. Cũng như tôi với Bảo Anh, hiện tại không còn tình yêu nhưng vẫn là tri kỷ với nhau, trên cả mức tình bạn nhưng không còn là yêu. Đến nước này thì người trong cuộc cũng gọi nhau hai tiếng tri kỷ và ngầm khẳng định mối quan hệ không hàn gắn lại như tin đồn. Thôi thì nhân dịp này hãy cùng điểm lại những cột mốc trong quá trình yêu nhau của cặp đôi trai tài gái sắc Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh. Tháng 1 2016, Bảo Anh để lộ ảnh qua đêm tại nhà Hồ Quang Hiếu, dấy lên tin đồn hẹn hò. Sau khi được chất vấn về khoảnh khắc tình tứ này, nữ ca sĩ cho biết thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Trong khi đó, anh chàng mập mờ giải thích cả hai chỉ là anh em, chứ không phải là yêu đương. Dù vậy, cả hai đều lộ ảnh du lịch tại trời Tây cùng nhau.
Tháng 10-2016, Hồ Quang Hiếu, khoe ảnh tình tứ đeo đồng hồ đôi cùng Captain Mùi Mẫn. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra đôi bàn tay này đích thị chính là Bảo Anh. 15 tháng 10 2016, Bảo Anh lần đầu lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm với Hồ Quang Hiếu. Tháng 1-2017, Hồ Quang Hiếu bất ngờ chia sẻ status dài trên trang cá nhân, mong mỏi có được người phụ nữ biết lắng nghe. Bảo Anh cũng viết status tỏ thái độ hờn giận, tin đồn chia tay bị nổi lên. Tháng 10-2017, Hồ Quang Hiếu chính thức thừa nhận cả hai đã chia tay sau 2 năm yêu nhau. Tháng 3-2018, Bảo Anh vướng tin đồn hẹn hò với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nam cầu thủ rất quan tâm đến cô nàng và đặc biệt chỉ follow nữ ca sĩ trên Instagram. Tháng 12-2018, Bảo Anh vướng vào tin đồn là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân giữa Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy. Tuy nhiên, cô nhanh chóng khẳng định không có clip hay bất cứ bằng chứng nào liên quan đến chuyện cô có mối quan hệ ngoài luồng với ông bầu này. Tháng 2-2019, Bảo Anh Hồ Quang Hiếu bị bắt gặp du lịch cùng nhau ở Iceland. Lý giải chuyện thường xuyên gặp gỡ người yêu cũ dễ rơi vào tình huống tình cũ không trụ cũng tới, nam ca sĩ cho rằng chuyện yêu lại hay không đều do cảm xúc của mỗi người. Đến nước này, người hâm mộ chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì không biết phải đưa ra bình luận gì cho hợp tình hợp lý nữa. Tí tuổi, sáu nhóc nhà sau Việt đi du lịch khắp chốn, con gái Thanh Thảo 3 tháng đã sang trời Tây. Dù còn rất nhỏ nhưng nhiều dốc tì của sao Việt đã được bố mẹ cho đi du lịch khắp thế giới. Từ trước đến nay, vợ chồng Lương Thế Thành Thúy Diễm là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cặp đôi này còn hot hơn bao giờ hết kể từ khi cậu quý tử đầu lòng chào đời. Việc có thêm thành viên mới khiến cho hình mẫu tổ ấm này ngày càng hoàn hảo hơn trong mắt người hâm mộ. Mới đây nhất, vợ chồng nam diễn viên Lương Thế Thành đưa bé Bảo Bảo và ông bà nội đi du lịch tại thành phố Đà Lạt. Thay vì òa khóc hay làm ba mẹ lo lắng vì con nhỏ lần đầu đi máy bay, thì cậu bé nhà Lương Thế Thành lại tỏ rõ sự thích thú tươi rói. Trộm vía hai má phúng phính của cậu bé đã khiến mọi người suýt xoa vì quá đáng yêu. Lương Thế Thành hào hứng khoe, tuyển tập album của Bảo Bảo có sự ăn ké của ông bà nội và Hot Mama và Hot Mommy. Lương Thế Thành chụp ảnh với con trai tại khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Làm mẹ ở tuổi 40, Thanh Thảo có tư duy nuôi dạy con khá hiện đại, chỉ cùng gia đình đưa con gái 3 tháng tuổi đi du lịch châu Âu. Khi ở trên máy bay, cô công chúa nhỏ ngủ ngoan bên cạnh bố. Vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo cùng con gái và bà ngoại du lịch ở Pháp. Lý giải về việc cho con đi xa quá sớm, Thanh Thảo cho biết cô và ông xã muốn con gái cứng cáp từ sớm để sau này cơ thể khỏe mạnh, dễ thích nghi với cuộc sống. Cô công chúa tỏ ra vô cùng thích thú ngoan ngoãn trong chuyến đi. Ông xã của nữ ca sĩ hết mực cưng chiều cô con gái nhỏ. Con trai thiên từ của Đan Trường và Thủy Tiên được sinh ra ở Mỹ. Cậu bé xinh xắn, đáng yêu và có nhiều nét giống bố. Bà xã của ca sĩ Đan Trường có quan niệm nuôi con khá hiện đại. Thủy Tiên tiết lộ bí quyết dạy con của mình là cho con đi du lịch nhiều nơi. Cho nên thiên từ mới bé tí tuổi đã được mẹ đi du lịch khắp thế giới như Athens, Santorini, Mykonos, Paris và Nhật Bản. Hình ảnh hai mẹ con đi du lịch Nhật Bản. Cậu bé diện trang phục truyền thống của nước Nhật Bản trông rất đẹp trai và dễ thương. Năm 2017, nữ ca sĩ Maya đầu tư 600 triệu để tút tác lại nhan sắc Hàn Quốc. Nhân dịp này, cô đưa cả mẹ đẻ và con gái đi du lịch ở xứ sở Kim Chi. Nữ ca sĩ xinh đẹp và con gái đã có những khoảnh khắc tuyệt vời ở Hàn Quốc. Con gái Maya cực yêu trong bộ trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Lý Hải Minh Hà là cặp vợ chồng chăm đưa con đi du lịch nhất nhì showbiz, gồm nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông. Hình ảnh hạnh phúc của gia đình Lý Hải Minh Hà khiến nhiều người ghen tị, bốn nhóc đều đáng yêu và ngoan ngoãn. Chuyến du lịch đầu tiên của Rio, con trai của Lý Hải và Minh Hà vào tháng 7-2012 tại Singapore và Malaysia. Gia đình Lý Hải du lịch tại Nhật Bản. Lý Hải đưa bà xã cùng các con du lịch ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên các con của nam ca sĩ được đi du lịch xa nhất. Đi du lịch cả team là thói quen của gia đình Ốc Thanh Vân. Ngay từ khi còn nhỏ, các bé đã được bố mẹ cho tới khám phá nhiều miền đất trên thế giới, Malaysia, Singapore và Mỹ. Bà mẹ ba con chia sẻ, Vân cảm nhận sau mỗi chuyến đi các con học hỏi và trải nghiệm được nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Khi lựa chọn, Vân thường hướng tới ba địa điểm là những nơi gần gũi thiên nhiên để các con có tình yêu thương động vật, cây cỏ. Thứ hai là các viện bảo tàng để các con có thể học được nhiều kiến thức. Cuối cùng là các công viên giải trí với lối kiến trúc tráng lệ. Ở Việt Nam không có, nên các bé nhà Vân thích mê, có thể ăn ngủ dầm dề ở đó cả ngày.
Vợ chồng diễn viên đưa ba nhóc tỳ vui chơi ở Malaysia. Cả nhà check-in ở khu vui chơi tại Singapore. Gia đình nhà ốc Thanh Vân chụp ảnh ở Cầu Vàng, biểu tượng San Francisco. Cả nhà ghé thăm tòa nhà Quốc hội tại Austin, thủ phủ của bang Texas ở nước Mỹ. Kỳ lạ chưa, Nhật Hà thi Hoa hậu chuyển giới 2019 mà khán giả cứ bị nhầm thành hơn Hoa hậu Thúy Ngân. Với dung mạo giống nhau như hai giọt nước, Đỗ Nhật Hà đang bị nhiều người nhầm thành hơn Hoa hậu của phim Gạo nếp gạo tẻ. Những ngày gần đây, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam Đỗ Nhật Hà đang thu hút sự chú ý khi sang Thái Lan tham dự đấu trường sắc đẹp Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019. Hiện tại, người đẹp họ Đỗ đã nhận được giải băng Việt Nam và sẵn sàng cho những hoạt động thi đấu sắp tới. Tại xứ người, Nhật Hà liên tục cập nhật những hình ảnh mới trên trang cá nhân để người hâm mộ có thể theo dõi được hành trình của cô. Đáng chú ý, ngắm rất nhiều bức ảnh do đại diện Việt Nam đăng tải thì khán giả không khỏi giật mình vì cứ ngỡ cô là hơn Hoa hậu của Gạo nếp gạo tẻ. Theo đó, dù không cùng huyết thống nhưng Nhật Hà và Thúy Ngân, nữ diễn viên đảm nhận vai hơn Hoa hậu, được cho là quá giống nhau. So sánh đôi mắt, sống mũi, bờ môi, nụ cười, có thể khẳng định cặp mỹ nhân như hai giọt nước. Và bức ảnh này có thể khẳng định Nhật Hà và Thúy Ngân giống nhau như chị em sinh đôi. Đôi mắt, sống mũi, bờ môi, nụ cười của hai người đẹp đều có sự tương đồng. Nhan sắc giống nhau đến ngỡ ngàng của người đẹp chuyển giới và nữ diễn viên nổi tiếng. Vẻ đẹp yêu kiều của hai mỹ nhân. Như vậy, showbiz Việt đã có thêm cặp mỹ nhân sở hữu ngoại hình tương đồng. Hòa Minzy nổi hứng cắt tóc ngắn, bạn trai tiếc nuối xả loạt ảnh ôm ấp mùi mẫn thời tóc dài. Bạn trai Hòa Minzy cũng giống nhiều bạn nam khác, không thích bạn gái để tóc ngắn. Sau thời gian ngắn nằm viện vì sức khỏe không ổn định, Hòa Minzy bỗng dưng cắt phăng mái tóc dài của mình đến ngang vai khiến fan bất ngờ. Tuy nhiên vì chưa hài lòng, nữ ca sĩ lại tiếp tục cắt ngắn như thời mới vào nghề, uốn cụp phần đuôi. Trước sự thay đổi này, Hòa Minzy nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Trong nữ ca sĩ còn trẻ hơn, nhìn như thiếu nữ 17, được cư dân mạng khen nhưng có vẻ như người yêu của Hòa Minzy lại không quá thích. Anh chàng tiếc nuối mái tóc dài của người yêu đến mức đăng loạt ảnh cũ của cả hai trên trang cá nhân. Bạn trai đại gia của Hòa Minzy chia sẻ ảnh cũ hồi Hòa Minzy vẫn để tóc dài với dòng trạng thái phút ban đầu. Hòa Minzy ôm ấp mùi mẫn với người yêu, có lẽ Minh Hải thích Hòa Minzy để tóc dài hơn là tóc ngắn. Công khai tình cảm được hơn một năm, Hòa Minzy và bạn trai hiện tại vẫn rất mặn nồng, thậm chí còn có dự định cưới xin. Mái tóc ngắn mới xinh xắn được cư dân mạng khen hết lời. Trước đó cô nàng để thẳng, dài ngang vai nhưng chưa được đẹp như ý.